là được 3 tiếng rồi đấy. Nghe thiệt. Ở đây. We will both grow from this. Lên R chứ gì nữa. Cái nổ R đầu rồi. Đau quá cả đạn luôn. Sợ với Linh. Nó mà vẫn có đam mà nó nổ R hết người luôn. Chắc phải phơi lên 2 tiêu diệt tao mẹ. Má nó tốc hẳn cho nó đế bên về rồi. Never await. Ôi, đứt ta, châu thế nhỉ. Để đánh vô xong tôi cũng về chứ sao chờ. Rồi. Gãy răng luôn. Lọ luôn đó chứ. Má nó chứ. Dạ. Chết chết. Solo kill. Nice. Từ từ tao bị nó hốt nè. Từ từ tao bị nó hốt mà tao không ăn được cái gì, tao đói luôn đó. Tí thì cút. Vậy cũng ok rồi. Hai mẹ, đội một mẹ, hơn cấp là quá ngon, ta tính bịp. Lỡ nó xem cho cái like video, nhớ like video ngộ mình đó nha. Hai mẹ, đội một mẹ, lại lên kim băng đúng không? Rồi, kim băng không biết thì đến gì đâu. Vẫn có bị lọ lắm. Ôi trời ơi. Cái đầu nó thật đấy. Vẫn cái vô cái thế đâu. Này ôm chụp mà. Okay. Thế rồi ăn đúng không? Ganh cho mẹ nè, đừng lên nó cũng một mẹ nè. Giàu đó. Lời đó, mà đánh đế có đam là chịu nha. Đánh này đó mà đánh không có đam là chịu nha. Doubt is the greatest enemy. Xanh mà đánh không có đam mà đời đói sắp đói đó. Vô danh mộc diệt cuồng đao, trận này chắc cuồng đao nha mọi người. Trận này chắc cuồng đao nha, tem nó nô phép nè. Những cái trận lô phép cái này chắc sẽ cuồng đao nha mọi người. Nô phép sẽ cuồng đao nha. Nghĩ ngân nhắn chắc cần luôn. Nó CC kiểu CC group à. CC thì CC kiểu thứ nhất là nó phải đứng tới gần người mà nó CC, thứ hai là nó CC cũng không lâu lắm à. CC sơ. Không vào máu mấy rồi đúng không? À, cái W với lại cái gậy nó kết hợp với nhau đống máu. Vâng, vô vô. À, chạy đi. Ơ kìa. Ủa này chứ. Không ăn được vậy. Killing spree. Ôi, tôi tính ta ăn lại lính mà thôi má, sợ đi.
Udi nó tốc hành nên nó dí chứ chạy bắt luôn. Udi nó tốc hành nên nó dí nó chạy vào son luôn đó chứ. Dậy đi. Nice. Một chưa tính gì mà nói chắc trận này chắc 15 mẹ cũng được rồi đó. Đi xuống bot vết vài mẹ nó là đẹp. Đấy cái chủ top sớm cơ, xuống bot vết được. Không lấy thì chủ top là không xuống được. Không lấy chủ top là xuống mình đi. Cái hòa lấy không bắt chỗ rồi. Về. Chỗ nó về mua vô danh là đẹp. Được, xong game. Đánh nó chắc cũng khó à. Yếu xìu, chắc không đánh nó đâu. Nó lên giáp mà, nó chắc có tác dụng nào ra. Nó chạy đi nó dí vào mắt rồi. Nó tốc hành nó chạy đấy cơ. Đấy nó phải để tôi đánh một vài cái là nó tốc hành nó chạy cũng được. Hành nó sớm. Tốt. Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Khó chịu chưa, nó trâu vái cả trưởng này. Mày vô full combo tốc biến vậy đâu ngoài à, đây là có đồ đấy, phải là chưa có tí đồ đâu, không có đồ thì đánh vào mắt luôn. Tí thì cút nghệ vô trên top nha. Ô đi mất tốc hành hai không bốn một nhảy giáp luôn. FB cậu cả, sao người ta vậy, di chuyển vậy, đánh được hay vậy? Di chuyển gì cơ? Di chuyển gì cơ đại ca? Mỗi lần ganh là mỗi chết hai cây cây cây. Duy ăn cái cúng hai mẹ luôn. Là đã xem cho các ai video nhớ nào video ủng hộ được nữa nha. Tối vẻ mọi người. Nego ganh thật cút hai không? Lát lên đánh không không không. Đánh là báo chứ đánh đấm gì đâu. Báo thì nhiều, đánh thì ít chứ không? Rộng lên. Rồi ma này nữa. Quy cho đầu đó. Tu. Chụp này luôn nè. Ôi trời ơi, nó chạy đi. Về nó không? Mà về nó. Ô đi, đánh nhắc ra rồi nè. Để chị ngân là ta. Chị ngân dạy cái chén ô đi tí. Để vô đào chụp.
này cũng xứng đáng được mẹ, được mẹ cái thằng 04 quần chứ. Đây là lấy được hai tác trụ nè, phải phòng đánh sâu. Trăm hai mươi đam mà thiếu mấy chục đam nữa. Ây à, ây à. Đức Trần, y mắc em trước quy à anh? Vì đứng trong chỗ. Đứng ngoài trụ rồi, đây là món đếp trụ nó cũng mệt tao á. Đánh chắc còn nữa gây máu rồi tao mới xuống máy bay vào tao đai cơ. Châu quá, khó đai á. Không phải á. Quá chịu luôn chứ. Về lấy cái bọc diệt đấy, đánh để vào máu luôn đâu nó. Đánh còn để vào máu luôn chứ. Ego lên hơn con lợn này. Không đi tìm nó thôi, không có tìm tôi làm gì biết. Bót lọn rồi, bót mạnh ra. Rừng mình xuống không bắt được ai là đói luôn nha. Sao dạ thôi. Gần này 20 lên 22 nè. Mày e lên. Tao đặt xe lắm thôi. Trông nó cũng trâu quá cái đàn cái này đi. Sư giả để top cho lành. Nãy mình chưa đụng được cái chuột top luôn hả? Đụng được cái lá. Sư giả thì anh tác phẩm này là về mố mộc diệt. Ô đi này, có vẻ trâu nữa đây. Cùng ngò lái sứ giả đi anh tiến mặt cười tí đó. Sư giả vừa dễ lái mà. Ai được không? Còn đau à? Đau đây. Xem coi, là sẽ dễ chạy ra ăn bằng AD đó. Ăn súp nó không đẹp. Let us begin. Mày đẹp boss luôn. Thôi cho lên top 2 lần tờ nó đi. Chạy đi ăn mẹ. Đánh nó ộp này luôn, ăn nó mắt quá. Oh, dậy ra.
cái chiêu đó, chiêu hay á, chiêu châu châu đá xe đúng không? Chiêu chụp sứ giả thần thánh chứa danh. Xả luôn này, lá vô nha. Đây à, sứ giả giờ điều kiện dễ này hả? Để vớt mấy con vợ nữa. Boss ăn ai à? Côn ngơ tí thì đâm vào tường mặt cười lộn ruột. Boss ngoài đấy, Gana nó vô lấy chỗ 2 mày không? Gana nó trụ 2, tên nó mất cái mega 8 hit luôn. Wow, 6 mạng nó mới được. 6 mạng nó mới đủ KPI à. Chứ anh ơi. Chết rồi, 6 mạng nó rồi đấy. Đào nó 6 mạng bây giờ. Đào nó 6 mạng bây giờ. Bạn nào xem nhớ đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh hộ mình đó nha. Đó, tôi để rừng nó ăn em chính thức rồi. Cùng vào 81 nè. Vô danh một dịp còn ra mà không có giày giáp, không có giày. Hơi lỏ. Kiếm vào phòng tìm kiếm người ta. Chỗ này thích phòng tìm kiếm lắm. Một xe luôn. XX ai phong sao lên cuồng dao vậy? Người tém nó không có phép cuồng dao đó. Đồ theo nhân phẩm. NLK 05 vũ điệu đi ông. Cùng ngờ, chắc mốt xong à anh cơ vía. À. Chạy rồi. Chơi độc chạy thôi. Thiệt đi. Tém nó không có phép thôi, đội thành quần đeo không được. Đội đào tím này quần đeo. Giờ tém nó không có phép này đào tím rồi lỏ lắm. Đây. 3 mega chứ Noel bro. Ta còn hẳn kèo 15 mạng đó. Từ từ nha. 15 mạng của tao. Chơi cho tao. Kéo lại coi. Mạng trước mặt luôn. KPI luôn đấy chứ. Giờ đây tôi tự xét cho ăn được nào ăn ha. Quá giật phải chơi bro. Ây da. Rồi. Gần đủ KPI rồi. Em quá không? Nhiều đồ quá phế á. Ma vũ bắn quấy á. Không. Em vũ điệu thì chưa tí đồ thủ, chưa tí giáp nào này. Chưa có tí giáp nào này, tí nó bắn vào viên chắc ngất luôn. Tí vô đang bay vô, AD nó súng liên xạ cái cút nữa rồi, chịu đấy. AD nó thăng hoa nó bắn ba cái cút. Trời đi. Để xem cho có like video, nhớ like video ủng hộ nữa nha. Đi farm 3 mạng nữa rồi, 2 mạng nữa chứ, 2 mạng nó đủ KPI. Đây gối lại đào. Udin boss. Chuối ở mid, chuối ở mid.
chưa hiện mít bro. Ơ, đụng KPI rồi. Ê à. Má, nó cướp xét cái thằng mạnh nhất tèm đấy. Ê à. Nghĩa gì sao. Ê à. Quỷ à. Đụng KPI 15 mạng. Chạy KPI. Bằng cường. Quên, may quá vừa xong luôn. Phát Huỳnh, lên vũ điệu có hơn nỏ không anh? Đấy, vũ điệu á? Vũ điệu hơn nỏ chứ, nỏ gì? Cái nỏ gì cơ, nỏ tự thụ hay nỏ gì? Tiến biết nạp RV vào game như nào không nhỉ á? Biết chứ. Đổi cái Riot đi xong vô nạp thôi. Thịnh Nguyễn, sao không lên công trang Vang Nhi có xuyên tăng luôn? Không thích, không thích, không thích. Chê. Chê chê chê, trời chê. Đủ kèo 15 mạng. Mọi người đã xem cho các ai video nhớ like video ủng hộ nữa nha. Buổi tối vậy mọi người ơi, lụm luôn. Đủ KPI rồi.